và cái màu chiêm nghiệm đó nó cũng đang có lẽ là lan ra trong cái không gian trường quay của Cà Phê Sáng, khi mà chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những không gian, rất nhiều những cái phương thức trong cuộc sống, những cách thưởng thức cuộc sống để mình có một cái độ lùi của cái sự chiêm nghiệm, như là những cốc cà phê chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay cùng với khách mời của chương trình là anh Lê Tuấn Nghĩa. Có lẽ là cà phê nó không phải chỉ là một cái thú vui, một cái sở thích của anh đúng không? Anh hãy nói một chút về cà phê và đặc biệt là những cốc cà phê anh mang tới Cà Phê Sáng ạ. Vâng, xin chào các anh chị và các bạn khán giả. Thì hôm nay tôi đến trường quay đây thì cũng vì một phần đam mê về cà phê và đam mê về hội họa, về cái đẹp. Thì tôi mang đến đây những cái cốc cà phê mà có những hình ảnh của Hà Nội cổ xưa. Vâng. Đành làm thắng cảnh trên thể hiện trên cốc cà phê. Rồi, ở đầu chương trình thì bạn có nhớ không? Linh có nhớ là anh Nghĩa đã nói rằng là anh sẽ vẽ trên một cái chất liệu mềm. Mềm và xốp. Bọt nữa đúng không? Vâng. Bọt nữa. Xốp. Thế thì bây giờ quý vị nhìn đây, quý vị cũng hẳn là cũng đoán được rồi. Với một người thích cà phê, thích vẽ thì anh đã lựa chọn một cái bề mặt rất đặc biệt, mềm và xốp, nhiều bọt. Chính là bề mặt của những ly cà phê trứng này để tạo nên cái tác phẩm hội họa của riêng mình. Vâng. Anh ơi, em nghĩ là em có thể mời anh thử thực hiện một động tác. Không biết là anh sẽ mất bao nhiêu khoảng thời gian để hoàn thành một tác phẩm như thế này thông thường ạ? Bình thường mà vẽ một cốc cà phê trứng này thì mất khoảng gần 1 phút thôi. 1 phút thôi ạ? Vâng. Ôi, thế thì anh hãy thử thực hiện đi ạ. Nguyên liệu mà anh sử dụng để vẽ đây là cái gì? Là mình dùng bột cacao với sữa. À, bột cacao và sữa. Và thường thì những cái nội dung mà anh sẽ vẽ lên cốc cà phê của mình là gì? Đó, tất cả là những danh lam thắng cảnh của Hà Nội này. À, những danh lam thắng cảnh của Hà Nội. Anh có phải là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội không? Có, từ bé sinh ra lớn lên ở Hà Nội này. Bây giờ tôi với Linh cùng nhìn vào những nét vẽ của anh và cùng đoán xem là anh Nghĩa đang vẽ cái danh lam thắng cảnh nào đi. Tôi thì tôi thấy là rất là khó. Hình như là tháp rùa anh? Có phải hả? Từ từ xem qua những nét sau. Anh hãy nhìn về những cái bức tranh khác của anh ý đi ở đây. Ở đây không biết là máy quay có thể giúp chúng tôi nhìn thấy là đây là cái tác phẩm về tháp rùa ở tại Hồ Gươm này. Rồi. Rồi đây nữa. Rồi tôi đoán được rồi. Đây có phải là Khuê Văn Các không anh? Và chính xác rồi. Đấy. Đấy là gọi là chớp cơ hội khi chị Linh đang để ý sang những tác phẩm khác. Còn anh thì bắt tôi đoán từ những giây đầu tiên mà lại còn bắt đoán tác phẩm của một người họa sĩ nữa. Thực ra người họa sĩ là họ có thể tự do phóng tác theo cái tưởng tượng của họ mà đúng không? Nhất trí, nhưng mà vì có cái dữ liệu gợi ý là anh ấy sẽ vẽ về những cái danh lam thắng cảnh ở Hà Nội. Vâng. Và thực sự mà nói thì cái bút này rất đặc biệt. Cái bút này dường như là bình thường nó không phải là một cái bút đúng không anh? Mà nó sẽ là một cái dụng cụ gì đấy trong nghề mộc thì phải. Không, nó vẫn là nói đến dụng cụ trong nghề mộc cũng được mà trong cơ khí cũng được. À đấy. À. Bút này anh có phải thử không anh? Như là mình phải làm theo cái để mình sử dụng trên vẽ trên chất liệu này thì mình phải thử theo nó để làm cho nó dễ. Vâng. Anh có theo học hội họa hay là anh có làm gì liên quan đến cái việc là tạo ra những cái vẻ đẹp như này không? Từ bé đến lớn rồi thì tôi là học hội họa từ những năm còn 5-6 tuổi. Lúc đấy đã đi học rồi. Vâng. Xong rồi anh có theo nghề không? Không, sau này thì là không, vì điều kiện kinh tế đấy là mình không theo được cái nghề này. Và bây giờ thì là anh... Cho đến khi trưởng thành thì bắt đầu tôi mới chuyển sang làm, lúc đấy làm nghề tổ chức sự kiện và tổ chức hội chợ. Vâng. Như vậy là rất nhanh, trong một phút thì anh đã hoàn thành xong một cái tác phẩm, đó là Khuê Văn Các ở trên mặt cà phê trứng. Vâng. Thế anh ơi, thế cái việc mà anh vẽ nên những cái chất liệu đặc biệt như thế này thì bắt đầu từ bao giờ? Từ khi bắt đầu là dịch xảy ra. À. Thì khi lúc đấy ngồi nhà, lúc đấy đang ngăn đường phố, cấm cái đi lại, giãn cách. Vâng. Ngăn cách thì là tôi ở nhà là bắt đầu mới sửa lại nhà và mở lại quán mà vẽ lên cái cốc cà phê này. À thế ạ, quán của anh bây giờ là ở đâu ạ? Quán bây giờ 71 Lãn Ông. 71 Lãn Ông. Ồ, thế là cũng ở ngay trên con phố cổ là... Đấy là nhà của anh luôn. Đấy là nhà của nhà luôn, từ các cụ ngày xưa để lại. Vâng. Và anh Nghĩa của chúng ta thì chia sẻ là nghề vẽ từ năm 5-6 tuổi. Vâng. Và chắc tôi nghĩ rằng là khi mà một người học vẽ từ năm 5-6 tuổi rất nhỏ như vậy, chắc chắn có niềm đam mê rất là lớn với mỹ thuật. Vâng, thì không biết là anh có một cái kỷ niệm nào gắn liền với hội họa, với mỹ thuật không ạ?
đến bây giờ thì tôi còn nhớ lại cái kỷ niệm ngày xưa khi mà học vẽ, còn đi học thì được một cái giải thưởng của Dimitro của Nga. Vâng. Lúc đó tôi 10 tuổi, năm 1977. Vâng. Và ở đây không chỉ mang đến những cốc cà phê mà anh Nghĩa còn mang đến cho chúng tôi những ký ức rất là đẹp. Đây là một tờ báo văn nghệ được in vào năm 1977, cũng vào tầm tháng 11 này. Tức là tờ báo này có tuổi đời là 45 vâng, năm rồi. Đúng rồi, mà anh ấy vẫn còn giữ đẹp như thế này. Anh ơi, tờ báo này, trang báo này có gì đặc biệt? Trên trang báo này thì có đăng những cái bài được giải vẽ, thì trong đó có cái giải vẽ của tôi và một người bạn học cùng. Vâng. Để hai anh em học cùng với nhau. Vâng. Và nếu như mà quý vị có nhìn thấy thì đây là tác phẩm có ghi là Moscow ngày hội, cắt giấy của Lê Tuấn Nghĩa 10 tuổi. Chắc là lúc đấy cả gia đình phải tự hào lắm. Vâng. Và bây giờ thì anh Lê Tuấn Nghĩa đã 55 tuổi, 45 năm đã trôi qua. Có rất nhiều những thay đổi, nhưng có lẽ thay đổi lớn nhất đến với anh là khi mà chúng ta đã trải qua 2 năm của đại dịch Covid-19. Khi mà chúng ta có thời gian để sống chậm lại và cùng lắng nghe xem là chúng ta nên làm cái gì để phù hợp với mình nhất và để tận hưởng cuộc sống này nhất. Vâng ạ. Còn tôi thì tôi nghĩ là mỗi khách mời khi đến với Cà Phê Sáng không nhất thiết là phải mang theo một cái bộ sưu tập gì đấy hoành tráng. Có khi là chính là cái bảo tàng ký ức của mình được lưu giữ lại bằng chính những cái hình ảnh đẹp ngày hôm nay dành cho tất cả quý vị khán giả là một cái điều rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Lê Tuấn Nghĩa vì những bức vẽ của anh với cà phê trứng. Và hãy cho phép Phí Linh và anh Trung Nghĩa một ít phút nữa sẽ được thưởng thức cà phê của anh được không ạ? Xin mời tất cả các anh. Dạ, cảm ơn anh Nghĩa rất là nhiều. Và đây có thể cà phê trứng có thể là một gợi ý cho quý vị trong một buổi sáng thứ ba mà tôi nghĩ là tiết trời cũng sẽ se lạnh như thế này rồi.